đọc tin mừng theo thánh Matthew khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói lạy Cha là Chúa tể trời đất con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiệm nước trời nhưng lại mà khải cho những người bé mòn vâng lạy Cha vì đó là điều đẹp ý Cha Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha Cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con Và kẻ mà người con muốn mạc khải cho Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề Hãy đến cùng tôi Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm dường Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng vì ắt tôi em ái và gắn tôi nhẹ nhàng, quý ông bà và anh chị em thương mến khi Napoleon vị đại đế lừng danh của nước pháp và của thế giới, ông dẫn đoàn quân bách chiến bách thắng của mình đánh chiếm nước Nga của Sa Hoàng. Và khi mà đoàn quân của ông đánh tan đoàn quân của Sa Hoàng thì quân lính của ông trở thành những cái con người khủng khiếp bắt đầu quay ra cướp giật hãm hiếp và ai mà chống cự thì giết chết không thương tiếc napoleon đứng nhìn đoàn quân của mình bất giác ông thở dài và thốt lên sức mạnh của bạo lực đáng sợ nó hủy diệt con người nhưng mà nó không tồn tại được bây giờ ta mới nghiệm ra rằng chỉ có sức mạnh của tình yêu nó mới là sức mạnh vô địch và tồn tại với dòng thời gian. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và chúng ta đang sống trong tháng kính Thánh Tâm của Chúa Giêsu. Khi nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu thì chúng ta hiểu được rằng đó là một trái tim đông đầy lửa yêu thương. Lửa yêu thương của Thiên Chúa từ trái tim chí thánh của Ngài thiêu ai đốt ai đây, xin thưa, đối tượng của trái tim yêu thương và ngọn lửa tình yêu rực lửa của Chúa Giêsu đó chính là thân phận những con người khốn khổ, tội lỗi là nhân loại này. Trước hết chúng ta thấy trong các sách tin mừng đều ghi lại Chúa Giêsu ngài luôn luôn xót thương những mảnh đời bất hạnh và cơ cực. Có một đoạn trên tin mừng ghi như thế này, khi Đức Giêsu thấy đám đông đi theo Ngài, họ mệt nhọc và kiệt sức như chiên không người chăn dắt, thì Ngài chặn lòng xót thương họ, chặn lòng xót thương. Mấy cái từ này nhằm diễn tả cho chúng ta biết trái tim của Chúa Giêsu là trái tim của một vị Thiên Chúa chỉ có thiên chúa mới chặn lòng xót thương chúng ta có thương ai thì thương chút chút thôi chứ còn chặn lòng thì thương trong đáy sâu của lòng mình ít lắm tôi nói một cách dễ hiểu có người nói với tôi con cũng thấy thương người nghèo mà con không dám đến gần người nghèo nó đâu phải là chặn lòng xót thương còn chạnh lòng xúc thương là gì? Thiên Chúa thấy cảnh đời con người cơ cực. Ngài làm mọi cách để nghiêng mình xuống chạm cho được mảnh đời cơ cực đó để thăng hoa họ, để giúp cho họ trở về với một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Nó mới được gọi là chặn lòng xúc thương. Ta thấy Chúa Giêsu đời của Ngài cứ lang thang, rồi gần gũi với những người nghèo, những người bệnh tật, những người mà ta thấy xã hội bỏ rơi cùi rồi mù rồi câm điếc không ai chơi những người này chỉ có chúa thôi rồi đến với họ trước hết là một sự cảm thông sâu xa với nỗi đau tột cùng của họ đau lắm chứ để ngài cho họ ăn no này rồi chữa lành những thứ bệnh hoạn thực quyền rồi chúng ta lại thấy Chúa Giêsu ngài cảm thông một cách sâu thẳm nỗi đau của những con người mất người thân chẳng hạn như Mata Maria mất người em mình là Lazarus chẳng hạn như bà hóa thành Naim khóc thương người con trai duy nhất đã chết của bà. Chúa Giêsu ngài, ta thấy đó ngài không chỉ là chạnh lòng, không chỉ là ngài, ngài, ngài đồng cảm với cái hoàn cảnh của họ, nhưng mà ngài còn đến và ngài an ủi nữa. Lazaro đâu có chết đâu, anh ta ngủ thôi. Rồi ngài bảo Lazaro ra khỏi mồ đi, anh ta chổi dậy. Rồi thấy con trai của bà quá thành nói im đã nằm trong quan tài và khi đi chôn, ngài thấy bà khóc tội quá. Ngài dừng lại, ngài gõ vào quan tài. Con trai bà quá thành đã im sống lại. Rồi ta thấy Chúa giêsu đó, ngài yêu thương ngay những người tội lỗi. Ta để ý điều này đó một đời của mình học không được Chúa ở cái điểm yêu thương những người tội lỗi. Những người mà xã hội khinh bỉ thấy họ là nhổ nước bọt. Bởi vì do Thái người ta biết là họ sợ cái người tội lỗi lắm. Thì sợ nó như một cái thứ con vi trùng nó lây nhiễm đó. Họ né cho xa, họ đòi tội là phải trừng trị thôi. Chẳng hạn như cái chị phụ nữ mà phạm tội ngoại tình, đó. họ đòi Chúa phải xử cái bà đó là theo thầy thì nghĩ sao có nên ném đá không? Tức là họ muốn Chúa xu cũng tham dự ném đá cái người đàn bà đó. Ở đây chúng ta thấy điều này nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Mình thích chơi với ai không có tội, mình thích chơi với ai mà được lòng bề trên, mình thích chơi với ai mà được có công cán công nghiệp nhiều còn những người mà có tội thì mình không chơi không những không chơi mà còn loại họ ra khỏi cuộc sống của mình nhìn người có tội có lỗi nửa con mắt thôi điều này cũng là điều đáng buồn ở trong nhà dòng trong cộng đoàn dòng tu đó anh chị em tình thương của Chúa mình rao giảng mỗi ngày tha thứ không có phải bảy lần đâu mà là bảy mươi lần bảy tha đến tận cùng mà người ta đâu có xúc phạm tới mình đâu cùng lắm thì đúng cái anh chàng có tội hay là cái cô nữ tu nào có tội ấy, thì cũng làm mất cái thanh danh của nhà dòng này gì đó nhưng mà ơn cứu chuộc chứa trang nơi người nơi đức giêsu ơn cứu chuộc chúng ta đi theo đức giêsu trong con đường của một cuộc đời tận hiến thì cũng mang ơn cứu chuộc đó đến cho những con người mà cần đến tình thương và ơn cứ chuộc của thiên chúa đó là những con người tội lỗi đối tượng của giáo hội là những người tội lỗi bởi vì đó là đối tượng của chúa còn mình đi ngược lại ngược lại lời của chúa nhiều khi trong những cái ngày tĩnh tâm tôi ít có nghe các cha mà giảng tĩnh tâm chia sẻ về vấn đề này cho nên trong nhà giàu hay trong cộng đoàn những người nào mà có tội có lỗi thì thường mặc cảm và không bao giờ có cơ hội để có thể được sống bằng anh bằng chị được bị điểm đen rồi bị liệt vào trong sổ đen rồi không có cơ hội làm lại cuộc đời cứ chìm chìm mãi cho đến tận cùng đáy xã hội ta thấy ngược quá sức phải không anh chị em người cha nhân hậu khi đứa con trai ôm hết tiền tài sản của cha đi chạy đi phương xa sống làm gì với số tiền đó không kinh doanh không buôn bán không làm ăn mà ăn chơi phóng đạn trác tán với gây điếm hết tiền rồi lại làm nghề chăn heo ăn cắm heo cũng không có mà ăn tức là còn thua một con heo tức là anh chàng con trai từ ngày xa cha rồi thì càng ngày càng lún sâu và cuối cùng ở dưới đáy của xã hội con heo là người ta sợ người ta ghê lắm đồ uế mà anh ta anh ta còn thua heo nữa ăn cắm heo mà không được được ăn thì làm sao bằng con heo nhưng mà khi cái người con trai hoang đàn trở về người cha ôm lấy hôn lấy hôn để truyền mặc áo mới xỏ giày rồi làm tiệc con bê đã vỗ béo tức là vỗ béo trước đi luôn luôn trong cái tư thế chờ đón đứa con mình về để ăn mừng. Ta thấy mình sống trong cái cái dòng tu hay là trong giáo hội có nhiều cái xử lý nó 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 đi sai với lời dạy của Chúa. Cũng có một số nữ tu, một số thậm chí linh mục nữa tu sĩ âm thầm rời nhà dòng không một lời chia tay. Không biết đi đâu. Tôi cũng có một thời đi lanh quanh nhưng cũng biết chỗ đi, còn có nhiều người đi không biết đi đâu. Thưa anh chị em, chúng ta khi mình đã là những người công chính, mình phải thương những người bất chính chứ. Bởi vì mình công chính người ta trọng vọng, người ta giao cho mình chức này chức khác mình ở trong một cái địa vị được mọi người mến phục, quý trọng. Mình phải mở một chút từ tâm, chia sẻ một chút từ tâm cho những anh chị em bất hạnh bởi vì họ họ là người tội lỗi. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đó, bây giờ mình trả lời vấn đề Chúa Jesus đó. Ngài đến với người tội lỗi không à? Chị phụ nữ ngoại tình nè, anh chàng Levi thu thuế nè, anh chàng dây kêu trưởng ti thu thuế Toàn là những người tội lỗi không à Rồi chị phụ nữ Samari Người thì sống buôn hương bán phấn, người thì sống chỉ vì đồng bạc thôi bóp túi móc túi dân của mình đồng bào của mình để lấy tiền nộp thuế cho cho Caesarê tội lỗi cũng ghê lắm chứ nhưng mà ta thấy Chúa Giêsu có có khước từ họ đâu giá như tại sao Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Lô đệ nhị sau khi lên ngôi được 25 năm ngài quỳ gối giữa giáo triều kêu gọi toàn giáo hội sám hối Giáo hội cũng có những cái khoảng thời gian, có những giai đoạn sống cũng trong tội lỗi đó. Gây lên cái chết của bao người. Kết án biết bao nhiêu người mà nhiều khi dựa vào cái quyền mình hơn là một sự cảm thông. Tại sao Thánh Phaolô vì tông đồ cả, tông đồ dân ngoại ngoại á, ngài lại nói: "Tôi là người tội lỗi đầu tiên cần được ơn cứu độ của Chúa." đẹp quá sức. Tại sao Đức Giáo Hoàng Phan Cô, đương kim của chúng ta, khi người ta hỏi Ngài, thưa Đức Thanh Cha, Đức Thanh Cha là ai? Ngài nói, tôi chỉ là người tội lỗi, đầu của Ngài cúi xuống, xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Những hình ảnh quá đẹp, giáo hội chúng ta tồn tại qua những cái hình ảnh mà con người chỉ biết sống cho Chúa, cho giáo hội, không có sống cho mình sống một cái lòng vị tha yêu thương tha thứ cảm thông tại sao chúa lại chọn thánh phêrô làm thủ lĩnh giáo hội đầu tiên mà không chọn ông dân tông đồ người muốn để chúa yêu mến là bởi vì tông đồ phêrô là con người tội lỗi ngã đi ngã lại trong ba lần chối chúa để mai mốt mà phêrô trỗi dậy ông kinh nghiệm những phút giây ông ông bị sa ngã để ngài có thể thông cảm với những con người trong giáo hội những con người tội lỗi ta nhớ là giáo hội là gì là chúa dựng nên nó nó có chữ thánh là phía chúa nhưng là cũng là cái chữ con người vì còn ở giữa thế gian mà khi quy tụ một cái giáo hội thưa anh chị em là là những con người cho nên giáo hội này không phải chỉ là thánh Mai mốt cái giáo hội trên trời ấy mới đúng gọi là thánh, còn giáo hội trần gian là đang còn lứa thứ trần gian. Một giáo hội là nơi là nơi để tiếp nhận giống như một cái bệnh viện vậy đó, tiếp nhận và chữa lành những con người tội lỗi. Đó là cái gương của Chúa Jesus mà Chúa Jesus là cuộc đời của ngài. Mà ngài Chúa Jesus ngày nó ta đến đâu có phải là người công chính đâu, đến với người tội lỗi. 99 con chiên đang ăn cỏ trong trên đồng chú đệ đó vì nó ngon lành chỉ có một con thôi nó không đi lạc ở đâu bỏ 99 con lại tìm con lạc cái con lạc là nói đến cái con là con người tội lỗi chúng ta đó người bệnh mới cần thầy thuốc chứ người lành đâu có cần thầy thuốc đâu vô ích mà chúa xuống ngài không chỉ nói đâu thưa Ngài chịu chết thập tự giá vì tội lỗi của con người. Đừng quên bao giờ quên cái chân lý ngàn đời đó. Cho nên chúng ta khi mình có tội có lỗi á, đúng mình phải ăn năn sám hối vì dốc lòng trừ cả. Mình phải nhìn ra điều đó tội đó làm cho mình xa với Chúa. Vì là đấng chí thánh. Nhưng mà Nhìn ra có người mình tội lỗi không phải để chúng ta cảm thấy chán chường và tuyệt vọng đâu. Nhưng nhìn ra mình tội lỗi cần lấy lòng Chúa xót thương và Chúa luôn luôn nghiêng mình xuống những thân phận và những con người tội lỗi. Đó, Chúa kêu gọi Lê Vi nè, Lê Vi đi theo ta đi. Rồi Chúa nói với Gia Kiêu, đó, trưởng ti tu thuế đó, hôm nay tôi đến nhà của anh đấy chị em thấy tuyệt vời. Có một uh, có một vị thánh mà cũng là tiến sĩ hồ thánh. Ngài nói về cái cái tiếng gọi của của anh chàng thu thuế Lê Vi nhờ cái gì mà anh ta mau mắn để mà đi theo chúa như vậy? Vì Đức Giêsu nhìn ông ta với một tình yêu nhân ái và đã chọn ông tình yêu nhân ái nhìn một gã thu thế tội lỗi một tình yêu nhân ái và chọn nữa chọn người thu thế người tội lỗi đi theo làm môn đệ cho nên thưa anh chị em ta thấy chúa giêsu yêu con người chúng ta với một trái tim chỉ có một dịp đập rung lên hai tiếng yêu thương Tha thứ Và ngày yêu Bằng một cái việc làm cụ thể Đó là gì Đổ cho đến giọt máu cuối cùng Trên cây thập từ giá Tiếng mừng giáo an còn ghi lại một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, tức thì máu và nước cùng chảy ra đó là đâm vào ngay trái tim của Chúa, từ từ trái tim của Chúa đổ cho đến giọt máu cuối cùng để làm gì? Để diễn tả một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, vì yêu mà chấp nhận chết thập giá để diễn tả máu của con Thiên Chúa, máu chí thánh của con Thiên Chúa mới có thể rửa sạch tội lỗi của con người chúng ta. Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Chúng ta thấy lời của Chúa đưa ra trong tiếng mừng mà chúng ta vừa đọc nó. Ngài tiếp tục mời gọi mọi thế hệ, mọi con người còn đang lữ thứ trên bước đường trần gian này lắng nghe tiếng mời gọi từ trái tim chí thánh của Ngài. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Nói những con người đang mang gánh nặng nề đó Là chúng ta đó Đủ mọi thứ cả Chúng ta mang đủ mọi thứ đau khổ Mọi thứ trao dao động Rồi lo sợ, lo lắng, buồn phiền Trong cuộc đời của chúng ta Chúa bảo hãy đến với Ngài để Ngài cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng Đến với Chúa như thế nào, lúc nào Xin thưa, cầu nguyện với Chúa đi Cầu nguyện lúc mình nghỉ ngơi đó Rồi đến xưng tội với Chúa đi Là lúc chúng ta được nghe sự ủi an của Chúa đó Những cái đó đừng có quên Tìm nâng đỡ ủi an Và chính Chúa qua các bí tích tình thương của Ngài Cất nặng gánh lo và sầu khổ trên cuộc đời của chúng ta Vấn đề là là tôi mỗi khi lo âu, mỗi khi sầu khổ mỗi khi sợ hãi đường đời tôi có biết tiếng lời gần Chúa Giêsu hay không anh chị em thân mến có một linh mục trẻ ngài mới chịu chức linh mục ngài cũng gặp rất nhiều những hiểu lầm rồi những lời dị nghị trong cộng đoàn. Ngài không biết nói với ai Mà nhớ chúng ta đừng có vội Mà đi chia sẻ cho người khác Nghe về nỗi lòng của mình nghe Con người ấy, chúng ta đừng có đặt niềm tin vào con người Đặt niềm tin vào Thiên Chúa thôi Ngài cũng bị là khi Ngài cũng chia sẻ điều này điều khác Với những người trong lớp Các linh mục trẻ khác Mà thường thường thì nhận cái kết đó là càng đau buồn thêm cuối cùng ra thì dường như rằng ngài không tài nào chịu nổi cái thử thách lớn lao quá này quá sức này bị hiểu lầm bị nghi ngờ bị xem thường đủ điều ngài cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi cuộc đời linh mục tuy mới chịu chức có vài ba năm thôi Thế thì một buổi chiều kia Sau khi buồn bã Ngài lấy xe chạy ngoài đường Biết chạy ngoài đường làm gì Chắc cho quên đi nổi sầu chăng Mà khi ngài chạy Thì đến một cái ngã tư đèn đỏ Mà lạ là bên cạnh đèn đỏ Thuộc lưu một chút Ngài vừa đi qua đó thì có một cái ngôi nhà nguyện Không biết của dòng nào Nhà nguyện là đền ông thánh nào đó không biết Mình chia sẻ vậy ngài đi vào rồi ngồi ở một cái cái góc của cái cái nhà nguyện đó trong thinh lặng. Ngài nhìn lên thập giá của Chúa. Không nói gì, ngài im lặng thôi. Ngài không nói một lời gì cả. Nhưng mà lạ lắm thưa anh chị em, từ phút giây đó Ngài tìm lại một sự bình an trong lòng. Ngài quay về và tiếp tục cuộc đời tần hiến của chính mình. Ngài nói đó, Chúa nói với chúng ta hoài, hỡi những kẻ lao đao vác nặng hãy đến với ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng lại sức, lại sức để bước tiếp. Mà mình đâu có để ý đâu, mình khi mình đau mình khổ mình chạy tới người này tới người kia mình chia sẻ mình 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 bộc bạch ra cái nỗi sầu của mình rồi là không ai hiểu rồi tìm muốn được cái cái sự an ủi và cái sự bình an thì càng chán thêm nữa đó là mình thường sử dụng cái cách thế của con người mình sầu quá tìm mọi cách để giải sầu đi ở ngoài đời thì người ta cũng dễ hơn một chút là ví dụ sầu quá buồn quá thì họ làm một chút bia chút rượu rồi quên đi còn đây là những người tận hiến cuộc đời cho chúa đừng đi tìm những phương thế của cuộc đời nhưng hãy đi tìm điều đã chúa đã nói chúa nói cái gì là có điều đó vấn đề là chúng ta có nhớ tới chúa trong cái phút giây mà chúng ta gặp phải những muộn phiền hay không? Lời Chúa hôm nay cũng đang nói với chúng ta Hỡi những kẻ lao đao vác nặng Hãy đến với ta đi Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng lại sức Kính lời thánh tâm Chúa Giêsu, Xin Chúa hãy biến đổi trái tim chúng con Nên giống trái tim yêu thương của Chúa và nhất là những lúc khi chúng con gặp gian nan khốn khó buồn sầu trong cuộc sống mỗi ngày chúng con nhớ tới rất thánh trái tim của chúa đầy nhân ái đầy yêu thương đang chờ chúng con tìm về để ôm chúng con vào lòng để nhịp độc tình yêu của chúa lại truyền vào trong trái tim của chúng con hầu chúng con cũng được rung lên dịp đập của tình yêu chúng con tìm được sự an bình trong cuộc đời này amen